Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên là một clip gồm 29 máy câu nha anh em. Thì 29 máy câu này thì 29 máy câu có size tầm khoảng 1.000 đến 10.000. Coi nông có, hàng đánh biển có. Rồi, điểm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, lỗi không đúng clip em lên đó, em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cho mọi người xem máy đầu tiên. Thì con đầu tiên lên cho mọi người là máy số 1. Thì con này một con máy của Ryobi. Đây, con máy Ryobi. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 1.000 nha anh em. Xe tầm 1.000, 1.500 thôi. Thì ngoại hình tương đối đẹp nè mọi người. Đó. Thì con này là full carbon. Đó, hàng Japan. Đây, đó, hàng Nhật của Nhật nha mọi người. Thì con này một con đuôi chuột, nút bấm. Đó, một bịch sống bình thường nha anh em. Đó. Hoạt động thì hoạt động ok. Đó. Con này cước 1.5 á, vô được 130m nha mọi người. 1.5 được 130m, dòng tua 1.4.6. Thì con này về chia cho anh em câu tôm, câu hanh cháp, câu cần tay chở máy, câu ISO. Rồi, giá con số 1 giá là 250k cộng ship nha. Hàng nội địa. Tiếp theo máy số 2. Con máy số 2 em lên cho mọi người một con máy của Elta. Thì con Elta này thì một con Elta vẫn là đuôi chuột nha mọi người, đuôi chuột. Ở bên sống. Hàng Korea xuất Nhật nha, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Hoạt động ok nè mọi người, hoạt động ok nha. Nó mắc một cái nắp chụp bên đây rồi. Thì tay quay cốt dặn mọi người, tay quay dặn, tay quay ốc. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 2.000 nha anh em. Xe tương đương tầm khoảng 2.000, hoạt động ok, ổn. Rồi, con máy số 2, giá là 200 cộng ship nha, 200k cộng ship. Tiếp theo máy số 3. Con máy số 3 em lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con Daiwa này một con Daiwa xây tương đương với điểm xem. Con này xây tương đương với gây tầm khoảng 1.500 nha anh em, 1.500. Đó. Cước 1.5 được 130m, cước số 2 được 100m. Thì loại này vẫn về cho anh em câu tôm, câu hanh cháp, câu ISO, cần tay chở máy nha. Đó. Anh em thích có thể cầm đi luôn cũng được. Hàng này hàng của Nhật nha mọi người, hàng Japan. Đó. Thì máy hoạt động ok, máy hoạt động im mực, chất liệu là chất carbon nha mọi người, chất liệu carbon, hoạt động chơi chu không lỗi lầm, đó rất là mực mọi người. Ở bên sống lấy cực ok. Rồi, con máy số 3 giá vẫn là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo con máy số 4. Con máy số 4 lên cho mọi người khoảng một con máy xây ra tầm khoảng 1.000, 1.500 nha anh em. Thì để xem con này ra tầm khoảng 2.000 nha anh em, máy 2.000. Thì con này một con Ryobi, chất liệu vẫn là carbon. Đây carbon nha mọi người. Đó. Hàng này hàng của Japan, hàng của Nhật nha mọi người. Ngoại hình tương đối ok, sạch sẽ. Thì ở đây nó dính keo nha anh em, keo nha. Kiều ra ga rồi đó. Hoạt động là ok nè mọi người. Đó. Tiếp mượt nha. Đó. Thì loại carbon này thì anh em rất là nhẹ luôn. Đó. Cầm rất là nhẹ tay. Đó. Anh em câu hanh cháp, câu tôm, câu ISO. Đó. Thoải mái. Loại này máy bao chắc rồi. Khỏi bàn. Rồi. Giá máy số 4 giá là 250k cộng ship luôn. Tiếp theo máy số 5. Con số 5 lên cho người là một con máy tay qua. Máy đời cao. Thì con đai qua này là một con đai qua Zunus. Thì hàng này hàng của China xuất Nhật nha anh em, China xuất Nhật. Thấy ngoại hình ở đây đó. Tương đối ok đó. Sạch sẽ nha mọi người đó. Ten một tí trong đây, nhưng mà lấy cước ok bình thường nha mọi người đó. Để xuống đó. Đó. Bình thường nha anh em, lấy cước ok. Ở bên là một bên sống. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 1.5. Xem. Gơ tầm khoảng 2.000 nha anh em, máy ra tầm khoảng 2.000. Hoạt động ok. Quay tới quay lui ok hết trơn nha anh em. Đó, không lỗi lầm. Hoạt động ok nha mọi người. Rồi, giá con máy số 5, giá vẫn là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 6. Con số 6 lên cho mọi người là một con máy của Elta. À, anh em,
Elta. Thì con Elta này thì một con máy 5.000 nha anh em, máy 5.000 cước anh em, tổng số cước cước số 5 được 170m, 75m, cước số 6 được 135m, máy ra tầm khoảng 5.000 anh em. Máy thân thân kim loại nồi nồi carbon, đôi chuột nút bấm, mô bên sóng đấy, cứ ok. Tay quay ốc nha mọi người, tay quay dặn ngoại hình tương đối sạch nha mọi người, tương đối sạch sẽ đó. Thì con Elta này về anh em câu cha chép thoải mái nha, không lỗi lầm gì đâu, về anh em câu cha chép câu lăng xê đó, rất là ok luôn. Hàng Korea xuất Nhật, tay quay ốc nè, rất là bền nha mọi người. Rồi, giá công khai con số 6 giá là 300 cộng ship nha. Tiếp theo con số 7, con số 7 lên cho mọi người một con máy của Abu đó, rất là mượt nha mọi người, quay rất là mượt luôn, tay quay rất là ngộ nha mọi người đó. Thì con Abu này một con Abu của Bangladesh nha anh em, Bangladesh sản xuất nha. Dòng này có ABS đầy đủ nha, đó, ABS đầy đủ. Đó này về anh em câu cục cha chép dạng anh em sách đi lua cũng được, rất là ok luôn. Thì con này là 5 mặt đạn nha anh em, 5 mặt đạn rất là ok luôn. Mô bên sóng nè đó. Thì dòng tua con này 5.1.1. thì con này có xe tương đương với tầm khoảng, để xem thông số cước, xe tương đương là tầm khoảng 3.000 nha anh em, xe tương đương là tầm khoảng 3.000 thôi đó. Hoạt động ok nè đó, rất là mượt luôn. Con lăng quẳng lăng bình thường nha mọi người đó. Con này về anh em câu lua ok luôn á. Rồi, con máy số 7 giá là 500 cộng xếp nha anh em, 500 cộng xếp máy số 7, hoạt động rất là mượt, ABS đầy đủ, pha dính, quay ngược đây, đó. Rất là mượt luôn. Tiếp theo là con máy số 8, con máy số 8 lên cho mọi người một con Shimano EX, con Ryobi EX 5000. Thì con Ryobi EX 5000 này có sẽ tương đương tầm khoảng 7.000 anh em. Đó. Thì cước 6 được 200m, cước 5 được 250m. Dòng tua con này là 3.9.1. Anh em, ngoại hình con này rất là sạch luôn, rất là đẹp luôn. Con này về anh em câu cha, câu chép, câu lăng xê rất là thoải mái luôn. Câu biển cũng được. Máy này là toàn thân carbon anh em, toàn thân nó là carbon, hàng Japan, hàng của Nhật. Thì anh em cần báo em chụp cận cảnh con này cho, con này bao đẹp với anh em luôn á. Nè, carbon nha mọi người. Thì hoạt động này ok, em mượt rồi, đó. Tặng cho anh em cùng dây đi theo máy luôn đó. Rất là ok nha anh em, máy cước ok, hoạt động ngược ok. Rồi, giá công khai con máy số 8 giá là 550k cộng ship nha mọi người. Đó, số 8 550k cộng ship, máy đẹp nha. Tiếp theo máy số 9, con máy số 9 em lên cho người một con Daiwa. Thì con Daiwa này một con Daiwa ST1500, xe tương đương con này với tầm khoảng 7.000 nha anh em. Đó, cước 7 với được 150m, cước 6 với được 180m. Đây, nồi đây, cái này nó dính dính keo nha anh em, dính keo. Nồi thì tương đối sáng nè mọi người. Của bên sóng nha. Máy thì tất cả máy em lên đều đổi trái phải bình thường nha mọi người. Hàng Japan, hàng của Nhật, máy kim loại. Thì loại máy này về anh em cạo cá là khỏi chơi đó, cạo cá săn hàng, mô bên sóng thấy cực ok đó, lấy cước là khỏi bàn đó. Rất là ok nha mọi người. Thì con máy số 9 giá đó công khai là 500 cộng ship nha, một con máy chia cho anh em đến bầu lực săn hàng. Tiếp theo máy số 10, con máy số 10 em lên cho người là một con Shimano. Thì con Shimano này là một con Shimano Carbonat, Shimano Carbonat đây nè, ngoại hình ok nha nè. Thì con này một con nội địa Japan nhá. Đây, nút này là nút phá mô bin chết của nó nha nè. Đó, anh em muốn mô bin chết là phá lại, rồi cứ ngắt luôn, khỏi giận luôn. Đó, giật nó xuống rồi xả mô bin bình thường nha.
ngoại hình ok nha mọi người, ngoại hình tương đối sạch sẽ. Con lăn quăng bình thường nha, máy em bán ra đảm bảo con lăn hết. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 10.000 anh em, cước 10 giờ từ 185m, cước 12 giờ từ 145m. Thì dạng này về cho anh em có sẵn hàng câu cha, câu chép, câu lăn xe, câu biển, câu giặt về biển, hoạt động rất là mượt luôn. Đây nè, bao mượt nha, không rung, không gắt, không lỗi lầm gì hết. Thì con này chạy 3 mặt đạn. Thì đây anh em, cái chân máy đó được máy Nhật vuốt đây nha mọi người, đó vuốt để cho gắn vô bát cho nó khớp, chứ máy xàm về em để như vậy anh em bị luôn. Đây nó làm sao cho anh em xem nè, sao máy sao thì em nói anh em vậy. Đây, còn rất là dài nha. Rồi giá công khai con máy số 10 800 thôi nha, 800 cộng xếp máy số 10. Tiếp theo máy số 11. Con 11 lên cho mọi người là một con Daiwa có nông. Thì con Daiwa có nông này thì em thanh lý giùm ông chú thôi. Đó. Đây nè, sơn nó bị nổ sơn một tí nè, thấy không? Đó. Thì quét sơn sơn zin nha mọi người. Đó. Chưa sơn lại gì hết. Thì con này thân thân carbon, hàng có nông. Thì hàng này chuyên cho anh em đến biển, đến lục sân hàng. Loại máy này rất là trâu bò nha anh em, bao trâu bò luôn. Thì con này nó xây tương đương tầm khoảng 8.000 anh em, cước 8 mới được 150m, cước 7 mới được 170m, cước 6 mới được 200m. Rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây, bị nổ sơn thôi anh em. Thì cái nồi ở trên thì bình thường nha anh em, không lỗi lầm gì hết nha. Thì máy em đảm bảo với anh em bao hoạt động nha. Con lăn lăn bằng đá nè, thì hoạt động ok nè anh em, hoạt động ok không lỗi lầm. Đó. Thì con này giá công khai con này, con máy số 11 giá là 800 cộng ship nha, con máy số 11. Tiếp theo máy số 12. Con 12 em lên cho mọi người là một con của Anoc Gepetto nha anh em. Đó. Thì con này một con Gepetto X6000. Đây nè, trên nồi thông số được bị tẩy hết nha mọi người, tẩy thông số rồi mà cái nồi còn rất là mới nha anh em. Đó, nồi là nồi rất là mới luôn. Đó, họ tẩy cái thông số chứ này không biết đi chi nữa. Đây nè, Shimano Bacterin chạy ABS đầy đủ, ngoại hình tương đối sạch nè. Đó. Thì cái nhông của con này mọi người rất là lớn luôn, đó nằm trong đây nè, rất là lớn luôn. Nhông những con máy đời cũ nó rất là lớn luôn, nhưng mà chức năng hoạt động thì ABS đầy đủ, không lỗi lầm gì. Thì con này một con Shimano Malaysia xuất Nhật. Thì con này về cho anh em săn hàng cạo cá. Thì máy 6.000 thì cước số 6 được 150m cho anh em. Đó, hoạt động bao mượt đây. Rất là mượt cho mọi người. ABS là đầy đủ nha mọi người. Khóa dính nè, đó, ABS đầy đủ nha. Đó, rất là mượt. Mô bên thì vẫn là mô bên sống. Lấy cước ok nè. Đó, con lăn ok. Rồi giá công khai con máy số 12 giá là 1.300.000 cộng ship nha. Tiếp theo máy số 13. Thì con máy số 13 lên cho người một con Shimano Alex. Thì con Alex này là một con Alex của Malaysia xuất Nhật. Chạy 2 mặt đạn, hàng Malaysia. Mô bên là mô bên sống. Lấy cước ok. Đây, con lăn bằng đồng thau nhé, rất là đẹp luôn. Nồi thì rất là ok mọi người, không lỗi lầm gì, rất là mới đẹp. Thì thân hình thì nó có sát đi tì cái không tránh khỏi rồi đó. Thì con này về cho anh em nào tập lúa, lúa rất là ok luôn. Đánh bạo lực thoải mái vì cái đời này rất là trâu bò đó. Rất là mượt nha mọi người, nó hoạt động bao mượt luôn. Pha dính ABS đầy đủ nha. Bao mượt nha mọi người. Thì con máy này giá công khai là 400 nha anh em, 400 cộng ship. Con máy số 13, 400 cộng ship nha. Tiếp theo máy số 14. Con 14 lên cho mọi người một con Sepia PB 2500 SDH. Thì con Sepia PB này là một con chiên cho anh em câu lua, dạng lua mực. Dòng quay quay rất là mượt nha mọi người. Lua mực nè, câu lua nhái hơi, không thời anh em câu ISO cần tay chở máy.
dạng câu hanh cháp thì rất là ok rồi. Mỗi bên là một bên sóng nè, đó đấy, cước ok nè, con lăn quẳng lăn bình thường nha mọi người. Đó thì con Samia BB này, một con Samia của Malaysia Nhật nè. Đó tay quay đôi, thì tay quay bên đây nó bị mất cái con ốc này 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 rồi. Đó máy sau thì báo anh em vậy, nồi ở trên thì nó bị sức đi ti nè mọi người. Đó, thấy không, nhưng mà cước vô bình thường nha anh em, cước vô không ảnh hưởng gì nha. Đó, cước nó vô trên đây dưới đây tí, nó không ảnh hưởng gì cho nha mọi người. Đó, máy sau điểm báo anh em vậy. Thì ngoại hình tổng thể thì quẳng xuất sắc đi ti nha mọi người. Đó đây, nhưng mà chất lượng hoạt động thì không lỗi lầm. Đó, rất là mượt luôn, quay ăn biết cái nào dừng nó mượt mà khỏi bàn, hai bếp đầy đủ nha anh em. Đó, rất là mượt. Thì anh em nào không quan trọng ngoại hình đó, muốn lấy về con mực hanh cháp câu ISO cần tay chờ máy, lấy con này, giá công khai con máy số 14, giá là 1,3 triệu cộng ship nhé. Thêm lên mọi người là con máy số 15 nha mọi người. Thì con máy 15 lên cho mọi người là một con Shimano. Thì con Shimano này là một con Shimano B-Master MG. Thì con này một con có nông nha anh em, 2500S. Đó, có nông. Mobile là mobile sống nè, cốt bấm có, rồi cốt dặn có luôn, cốt to trong đây nha mọi người. Đó. Con này đời 207 nha anh em, đời 207, những cái đời cuối cùng của Shimano sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó. Thì sau này thì anh em sẽ thấy những dòng Shimano toàn là sản xuất tại Malaysia thôi. Đó. Thì con này là BG nha anh em, dòng tua chậm, dòng tua con này thì chia cho anh em cẩu cá săn hàng, hoạt động này bao mượt rồi, rất là mượt luôn nè. Đó, mực khỏi bàn. Đó thì con này thông số thì dây be 0.8 mới cho được 150m, be số 1 cho được 110m. Thì ngoại hình nó có xuất sắc nha anh em, ngoại hình xuất sắc nha. Đó đây, nồi thì ok em đảm bảo, nhưng ngoại hình nó có xuất sắc đi ti nè. Đó, con lăn lăn bình thường nha, không ảnh hưởng quỳ. Đó, máy xuất sắc, em báo anh em xuất sắc. Thì loại này về cho anh em câu lô nháy hơi. Đó, câu L, câu hanh cháp. Dạ anh em đánh nhẹ nhàng đó nè. Dạng bạo lực thì dạng này anh em câu cá chê, cá chê bạo lực là ok. Đó, khỏi chê đâu được, hoạt động thì bao mượt rồi. Đó, ngoại hình tuy xứ xác nhưng hoạt động thì không bàn, không còn gì phải bàn. ABS đầy đủ, mặt bạn đầy đủ hết. Rồi, giá công khai của máy số con máy số mấy ta, con máy số 15, giá là 1,9 triệu cộng ship nha nè, 1,9 triệu cộng ship. Tiếp theo máy số 16, thì con 16 em lên cho mọi người là một con Shimano B-Master C3000. Thì loại này thì anh em đặt mình rất là nhiều luôn. Đó, thì con này một con C3000, hàng của Malaysia xuất Nhật, đời 205. Thì dòng C3000 nó dòng nó làm body rất là nhỏ lên nha nè, nhỏ gọn lại. Sau nó nhỏ so với tương gần với xe 2000 này mọi người. Đó, dòng C nhỏ gọn như anh em đây. Đó, con 2000 với con 3000 nè. Đó, không hơn bao nhiêu chứ, mà thông số kỹ thuật dòng tua đều là xe 3000 cho anh em, nó làm nhỏ gọn con máy lại. Thì con máy này ngoại hình tương đối ok. Đó, chạy xước thì rất ít luôn. Đó, đít đây, đít nó không bị chạy luôn nha mọi người. Đó, Shimano B-Master tay quay zin. Con lăn ok cho anh em. Đó, rất là mới luôn. Thì con này đây anh em, chỗ này đây. Đó, nó bị giống dạng nó chốc lớp mạ chỗ này nè. Đó, em giờ lấy tay em thiều nhỏ nhẹ nó cũng văng ra nè. Ở đây cũng vậy nè, nó lớp mạ ở đây nó bị chốc nha mọi người. Máy sao thì bảo anh em vậy nha, nhưng mà tất cả đều ok cho anh em, không lỡ làm gì hết, chỉ có những lớp mạ cho đó thôi. Thì con này có xây 3000 thì cước số 3 được 150m, cước 2.5 được 160m nha mọi người. Đó, BE 1.5 cho được 210m nha. Thì chất lượng hoạt động thì dòng Shimano này khỏi bàn, rất là mượt. Độ mượt của nó là khỏi chê đâu được. Đó, thì con này có hỗ trợ cốt bi nha anh em, cốt bi ga dây trợ lực. Đó,
Rồi, giá công khai của máy số 16, giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cộng ship nha. Con máy số 16 2,5 triệu cộng ship. Tiếp theo máy số 17. Thì con 17 vẫn là một con Shimano Beamaster 5000. Thì con 5000 này thì nó đời vẫn đời 2005. Ngoại hình anh em, đây nó xước xát cái này đây, đó, nó bị xi chỗ này nè, nó một cái. Con lăn cũng vậy nè, nó. Cái chầu gã con lăn thôi nha anh em, con lăn thì hoạt động bình thường nhé. Đây, xước xát nè. Đó. Loại này thì anh em đánh lóc á, dạng đánh lóc bạo lực á, lấy quay câu, khỏi khỏi chê đâu được. Máy 5000. Hoạt động ok, đó. Dòng Shimano ok nha mọi người. Dòng bio này rất là ok nha, đó. Nồi không lắc luôn. À, hàng vẫn là hàng của Seben đó. Tuy nó cũ một chút tí thôi nhưng mà chất lượng hoạt động thì khỏi bàn gì đâu. Nồi thì bao mới với anh em luôn. Đây, đó. Nồi bao mới nha. Thì con này á, dây bi không dây bi số 3 vô được 230 m nha mọi người. Đó, bi số 3 vô được 200. Bi số 3 được 190 m thôi. Đó. Rồi cước số 6 được 115 m, cước số 5 vô được 135 m nha. Đó, nồi ok, tiết ngoại hình nó có xuất sắc, không ảnh hưởng gì, hoạt động im mực, ABS đầy đủ. Rồi, giá công khai con máy số 17 giá là 2,2 triệu nha mọi người, 2,2 triệu số 17. Tiếp theo máy số 18. Con 18 lên cho mọi người một con chiên anh em câu UL, câu cá suối, đánh nhẹ nhàng. Thì con này một con Shimano Twin 1000. Đó, con Shimano Twin 1000. Thì con này 1000 thì cước 1.5 á, vô được 130 m nha anh em, cước số 2 được 100 m thôi. Đó, để em coi đời con này bao nhiêu. Thì con này đời 2,2 nha anh em. Đây anh em, copy nó đây. Đó. Chạy lực quay cho nồi. Đây, tổng thể con này rất là ok nha anh em, nhỏ gọn. Cỡ 3 ngón tay hơn tí. Đó. À, nút châm dầu nè, đó, tay quay ok hết, con lăn thì êm mượt này, khỏi bàn, hàng Japan, từ Win 1000, thì dòng này anh em câu cá suối rất là ok luôn, rất là thích, với anh em câu cá hanh, cá cháp, dạng câu cần tay chở máy á, rất nhẹ, nhỏ gọn, hoạt động thì ok, đó, rất là ok nha nè, ABS đầy đủ nha. Thấy nhỏ gọn gì mọi chức năng đều ok hết nha. Thì máy 1000 á rất là hiếm luôn, đó, máy nhỏ này rất là hiếm. Rồi, con máy số 18 giá là 2 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo con máy số 19. Thì con 19 năm lên cho mọi người một con Assassin. Thì con Assassin này một con Assassin SW 4000. Loại này SW là dòng kháng muối nha mọi người. Đó. Kháng muối, kháng nước. Đây, công nghệ của Shimano, ngoại hình ok nha mọi người, ngoại hình ok, đít nó bị xước một tí nè, đó. Tay quay thì tay quay cúc dặn, còn lăng thì ok nha anh em, im mượt nha, đây cước ok nè, mobin là mobin sống nè, đó. Thì con này 4000 thì cước số 4 như là 150 m, cước số 5 được 125 m nha mọi người, đó. Bia thì bia con này bia số 2 được 210 m nha. Máy hoạt động ok. Đó. Thì dòng Assassin này về dòng tay quay cốt dặn nha anh em, tay quay cốt dặn. Hàng Malaysia xuất Nhật nha anh em, Malaysia xuất Nhật. Loại này thì anh em câu cá lóc nè, câu vít biển nè, đó, rất là ok nha mọi người. Rồi. Giá công khai con máy số 19 giá là 2 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 20, con 20 lên cho mọi người là một con máy Ben, một con máy Ben của Mỹ, Ben suốt này đây nè. Đó. Thì dòng Ben này khá là nổi tiếng rồi, đó, không cần giới thiệu nhiều. Thì dòng này anh em đánh đáy câu dít, câu cá cha, săn hàng của bên sống. Con lăn được độ lại nha mọi người, con lăn được độ lại nha, lăn bình thường nha, lăn nó mượt hơn nữa chứ. Thì con này là một con Ben 6500XS, ngoại hình tương đối sáng nha anh em, ngoại hình tương đối sáng. Nó bị xước chỗ này, đó. Và còn lại ok nha, bị xước chỗ này tí nữa.
thì hoạt động gì đó, hoạt động không lỡ lầm gì mọi người, hoạt động không lỡ lầm gì, có khóa âm nha anh em, có khóa âm đó, phá là dính, phá là dính đó, quay ngược ok, quay tới ok, hoạt động ok, cốt to trà bá luôn đó. Anh em nào thích cốt bự đó, cẩu cá thì hốt cái này quay. Thì con 6500 này có xe tương đương ra tầm khoảng 8.000 anh em, 8.000-7.000 Shimano đó. Thì con này có một lỗi duy nhất đây, cái nắp trên tay anh em nó bị rạn cái này nè, đây nó đây đó. Thì em có thể dán cái AB lại phun sơn cái là anh em khỏi thấy luôn thôi, máy sao báo cho anh em vậy. Thì em bao với anh em là bao siết nha anh em đó, bao siết luôn đó, bao với anh em bao siết máy luôn. Thì thì anh em chịu khó tháo vào và gắn vào đúng ngàm cho em nha, chứ không đúng ngàm thì siết cái này vô là không được đâu đó. Đây, siết vô bình thường nha, vào với anh em bao siết luôn, bao chắc luôn á, hoạt động thì ok, bao mực rồi. Con máy số số 20 giá là 2 triệu cộng ship nha mọi người. Tiếp theo máy số 21, con máy 21 là một con máy khủng nữa. Thì con 21 em lên mọi người là một con máy Ben. Thì con Ben này 8500 SS, xe tương đương là tầm khoảng 10.000 anh em, giá tầm 10.000-11.000 Shimano á. Thì lỗi này thì anh em chỉ đánh đáy thôi, đánh đáy sân hàng. Thì đây nè, nồi rất là mới luôn nè, đó, sau cho anh em xem. Thì con Ben này vẫn một con Ben của Mỹ nha mọi người, Ben của Mỹ. Đây, Ben suốt đây, đó, rất là mới, cốt ở đây, chả bả luôn. Thì con này được hai nồi nha anh em, hai nồi. Đây, tay quay bị xước nè mọi người, đó, chốc lớp sơn nha. Thì anh em về khéo tay á, điểm ra lớp sơn này ok liền, đó, đẹp đẽ liền. Đây cũng vậy, tẩy ra đệm lên lớp sơn là ok. Thì máy sao em cứ để anh em vậy, em muốn để nguyên zin cho anh em về thích làm sao làm. Chân máy cũng vậy nè, chốc lớp sơn thôi, chốc lớp nó đệm sơn thôi, phần kim loại vẫn còn nha anh em, không lỗi lầm nha. Hàng suốt đây đó, máy ngoại hình ok nha anh em, những chỗ nào nó chốc sơn thì báo với anh em rồi. Tay quay vẫn là tay quay cốt dặn, đổi trái phải bình thường, một bên vẫn là một bên sống, lấy cước là lấy cước ok, lấy cước ngầm gầm luôn á, và tổng ok nha mọi người đó, và tổng ok mượt nha. Anh em nào có bông lau sân hàng ba sa câu đáy đó, đánh dằn khoan hốt con này quay khỏi chê, hàng sụt đây, hàng của Mỹ rồi. Con máy số 21 giá là 2.700.000 cộng ship nha anh em đó, hai nồi 2.700.000 cộng ship, máy 10.000-11.000. Rồi tiếp theo con máy số 22, thì con 22 em lên cho mọi người là một con Shimano. Thì con Shimano là một con Shimano ba cối nha anh em, có nong đó, có nong ba cối, hai cối mô bin sống và một cối mô bin chết. Thì có mô bin chết này thì cho anh em câu cẩu cá anh em, câu rạn, câu bóng đục á đó. Đây nè, hai có một bên sống nha, và một có một bên chết, hoạt động ok mọi người. Đó, dòng Shimano thì con Shimano này là một con Shimano GT 7000, có nong, hàng của nội địa Nhật đó. Thì con lăn đây nè, lăn nó ok nha mọi người, lăn trợ lực, cốt ok, đấy cốt ok nè, đấy tay quay gỗ, ngoại hình tương đối ok, không lỗi lầm. Ở bên sống nè đó. Thì con này, cái nồi này á, thì nó là tiếp 5, cước số 5 thì được 200m cho anh em đó. Nồi này thì nó là tiếp 8, cước số 8 thì được 200m, cước số 6 được 300m. Đây nè, hai nồi một bên sống nha, một nồi 5.000, một nồi 8.000 đó. Đây là một nồi cước tiếp số 4, một nồi 4.000. Thì cước số 4 được 200m cho anh em. Đó, này một bên chết. Đây là một bên sống nha anh em, hàng nguyên zin nha, không độ chế nha. Đó, quá hoạt động ok, không lỗi lầm.
đó, anh em còn về săn hàng đánh dạ anh em đánh lục á, đánh lục đánh giặt bờ biển à, đánh rất là ok nha anh em. Con này thì em thanh lý giùm khách à, con này chạy 3 mặt đạn à, giá con số 22, giá là 1.300.000 cộng ship nhé. Tiếp theo con máy số 23, thì con 23 em lên cho mọi người một con máy tay qua em lem đây nè, dòng tay qua em lem, con này full hợp nha anh em, full hợp. Thì con này chỉ có hộp thôi, phụ kiện thì em không có luôn. Nó máy về sao thì em báo anh em vậy. Con nào có phụ kiện thì em báo anh em. Thì con này dòng tua 5.1.1, một dòng nó thu được 122 cm, nặng là 670 g. Con này 4 mặt đạn, tải mát của nó là 20 kg. Đó mọi người. Thì con này cước 6 được 300m, cước 8 được 200m, cước 10 được 150m, xe tương đương có 10.000. Hàng ABM ABS đầy đủ nha em, ABS chống gói cước đầy đủ nha. Đó đây đó, ngoại hình rất là ok anh em, emblem 5.000 nha, rất là ok nha. Ngoại hình tương đối sáng à, có dây này đi theo luôn, dây ni lông nha anh em, dây này khá xịn đó. Ở bên sóng nè, đó, con lăn ok, lăn bằng đồng thau nhé, đẹp, máy đẹp, tương đối đẹp. Sau giờ đẹp xem, thì con này đây, đít nó bị xước cái này thôi nha mọi người, đó, đít nó bị xước nhiều đây thôi, đó. Đít cái lớp này rất là dễ bị xước luôn, đó, cỏ nhẹ không có bị xước nữa. Rồi giá con máy số 23, giá là 2.200.000 anh em. 2.200.000 máy số 23 và cộng ok với mực ABS phá đầy đủ hết đó, rất là mực luôn đó, rất là mực các mọi người. Rồi con 23 giá là 2.200.000 cộng ship nhé. Rồi tiếp theo bên cho mình là những dòng máy, bên đây là dòng máy đánh biển à, săn hàng. Thì em đã tiếp là con máy số 24, thì con máy số 24 lên cho mọi người là một con Phenol. Ferrot, thì dòng Ferrot này, dòng Ferrot con lấy từ Nhật về nha anh em. Đó nè, một con đời Ferrot SW à, con máy này máy dùng lướt SW 5.000. Thì dòng này dòng HG, dòng tua 5.7 nha anh em, dòng tua 5.7. Dạng này anh em dích biển nè à, anh em nào tay to tí á, đánh loại này anh em đánh lốc rất là ok luôn, rất là chắc tay. Đó hoạt động này rất là mượt, anh em thấy không, rất là mượt luôn, ABS đầy đủ nè. Đó ngoại hình tổng thể thì rất là ok nha anh em, xước sạc ít thôi. Đó xước ít thì con này một con của Malaysia xước giật cho anh em, Ferrot. Những dòng này đánh nhận rất là chắc tay luôn. Đó, khỏi bàn. Thì con này bia thì bia số 3 được 240m nha anh em, bia số 3 được 240m. À, máy 5.000 thì cước số 5 được 150m. Đó. Hoạt động ok. Đó. Con lăn ok nè, lăn bình thường nha. Rất là mượt luôn á. Tay quay cốt dặn. Đó, dòng đời cao. Con này đời 204 nha anh em, đời 204. Nấm tròn. Đó. Rồi giá công khai con máy số 24, giá là 2.200.000 nha anh em. Anh em đánh lóc đánh mấy con này ok lắm. Tiếp theo con máy số 25, con 25 vẫn là 2.200.000 à, Shimano Ferrot SW 5.000 à, vẫn là HG, dòng tua 5.7. Hoạt động ok mọi người à, hoạt động ok à, không lỗi lầm hết, rất là mượt luôn. Nè nè, lắc tay thôi nè, lắc tay thì nó cũng quay nữa nè, đó rất là mượt nha. Đó tay quay mô bin sóng nè, kêu rất là giòn nha. Thì đời này vẫn là một con máy dùng lướt của anh em, nhìn rất là đẹp luôn. SW thì thông số vẫn giống như con máy kia thôi, cước số bè số 3 vô được 240m. Cước số 5 á, vô được 150m. Đó.
hàng Malaysia xuất Nhật, tay quay cốt. Rồi, giá công khai của máy số 25, giá khoảng là 2,2 triệu nha. Tiếp theo máy số 26. Thì 26 lên cho mọi người là một con Ferrox. Còn Ferrox này thì một con Ferrox 6.000 nha anh em, 6.000, SW 6.000. Dòng này dòng BG. Thì dòng BG thì dòng tour nó chỉ là 4.9 thôi, 4.8, 4.9. Hàng vẫn là hàng Malaysia xuất Nhật. Ngoại hình anh em, ngoại hình tương đối sạch nha anh em. Con này thì anh em đánh dít biển thì còn gì bằng nữa. Đánh dít câu cá cha, câu lăng xê, câu chép đó, săn hàng. Dòng tour này chiên cảo cá nha mọi người. Đất còn rất là đẹp nha mọi người, ngoại hình rất là sạch luôn. Hoạt động ok nè, hoạt động ok êm mượt, không lỡ lầm. ABS đầy đủ như nè, phá dính, phá dính, thử chiếc vô, phá dính, hoạt động rất là mượt, mô bình sống để cước ok. Thì con này cước bè số 3 vô được 300m anh em, bè số 3 được 300m. Thì 6.000 thì cước số 6 được 150m nha. Rồi, giá công khai con máy số 26, giá cũng là 2,2 triệu nha. Tiếp theo máy số 27. Thì dòng 27 này em cũng về rất là thường luôn đó. Thỉnh thoảng là về được một con vài con hàng dùng lướt rất là mới. Thì con 27 là một con Acquisition đó, SW 6.000 BG. Thì dòng BG dòng tô tầm 4.7, 4.9 nha mọi người. Dòng cảo cá, dòng chi anh em câu dít. Thì những máy SW này dùng máy kháng muối nha anh em, kháng muối kháng nước đầy đủ. Đây anh em, thêm một con SW Acquisition. Thì loại này thì rất là ok rồi, hàng dùng lướt rất là mới, anh em có thể tham khảo qua ngoại hình. Rất là mới luôn. Tay quay vẫn là tay quay cúc dặn nha anh em, cúc dặn, tay quay đực cao. Con lăn lăn bình thường nha anh em, rất là ok. Hàng Malaysia xuất Nhật tam quan. Rất là mới luôn, hàng dùng lướt thôi nha anh em. Hàng dùng lướt. Hoạt động thì rất là mượt rồi, khỏi còn gì bằng. Đây, lắc tay nè, lắc tay là quay, lắc tay là quay nè. ABS đầy đủ nha anh em, phá là dính. Quay ngược rất là ok luôn. Loại này anh em về cẩu cá săn hàng, đánh biển, câu cá cha, câu cha thịt, anh em có thể đánh lục cũng được. Chậm dòng tô tí thôi. Thì con này cước số 4 á, vô được bè số 4 á, vô được 200m anh em. Bè số 4 vô được 210m, bè số 3 được 300m, bè số 2 vô được 240m nha mọi người. Cước thì cước số 6 được 160m, cước số 5 được 190m nha. Ngoại hình sạch sẽ, hoạt động ok êm mượt. Rồi, giá công khai con máy số 27, giá là 2,6 triệu nha. 2,6 triệu con máy số 27. Tiếp theo hai máy cuối cùng. Hai máy cuối cùng, một con máy số 28 và một con 29. Thì em lên cho mọi người trước con 28. Thì con 28 lên cho mọi người một con máy 8.000. Nè, rất là mới luôn. Dòng này cũng dòng dùng lướt qua đó. Những dòng đề cao này anh em, nó không có phá trả ngược gì hết nha mọi người đó. Anh em, Ferrox SW SW 8.000 nha anh em. Đây, không có phá trả ngược nha mọi người đó. Đây, con Acquisition này có phá nè. Mấy con này là không có phá trả ngược nha anh em. Đó, điện máy sau thì báo anh em vị về, anh em nói em thì em cũng thua. SW 8.000 thì con này là một con dòng HG nha anh em, dòng HG, dòng tua 5.6 nha mọi người, dòng tua 5.6 rất là mới luôn. Tiếng kêu rất là giòn nha mọi người. Em chỉnh lại. Đó, dòng dòng lướt nha mọi người, hàng rất là đẹp. Thì con số 8 này vẫn là học con Malaysia xuất Nhật, hàng HG. Hàng này về cho anh em đánh lục đó, đánh lục thoải mái luôn, đánh lục câu câu giặc vào biển luôn gần. Thông thôi anh em câu dít cũng rất là ok nha anh em, câu dít trà thịt
đó, hoạt động rất là mượt nha mọi người. À, lắc nè, lắc là quay nè, ABS đầy đủ nha, pha dính đó. Thì con này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% anh em, rất là đẹp luôn. Đây anh em thông số thì con này be số 4 á được 300m nha anh em. Đó. Cước số 8 nó được 150m. Rồi, giá công khai con máy số 28 giá 2.6 nha mọi người. Tiếp theo con máy số 29, con máy 29 nha mọi người. Con này full hợp nha anh em, full hợp và full luôn phụ kiện luôn. Đó. Phụ kiện đi theo nó gồm một túi nè, sách hướng dẫn sử dụng và lông đền và cái bọc cước của cái nồi mọi người. Đó. Đầy đủ hết, bọc sách hộp anh em. Giá nó bán tại Nhật đây, 20.000 yên ra tầm khoảng 4 triệu đồng Việt Nam. Đó. Đây thông số, đây là thông số SW6000 BG dòng tua 4.9, 4 mặt đạn. Be thì be số 3 được 410m, be số 4 được 300m, be số 5 được 250m. Cước thì cước số 5 được 275m, cước số 6 được 230m, cước số 8 được 110m. Mã code, mã quạt đầy đủ nha mọi người. Đó, hợp rất là ok luôn, Shimano. Thì loại này về cho anh em câu dít biển nha anh em, dít biển câu dàn khoan. Với giá con này dạng tầm trung này, đó, anh em đánh rất vừa túi tiền anh em đánh, anh em mới tập chơi. Đó. Anh em nào câu cá cha thịt, cha giải đánh mấy con này cũng rất là ok nha anh em. Đó. Đây, máy rất là mới luôn. Đó. Hàng dùng lướt nha mọi người, hàng dùng lướt nha. Đứt thông suốt luôn nè. Đó. Con này ngoại hình nó ra tầm khoảng 96% nha anh em, 96%. Hoạt động rất là mượt. Mượt khỏi chê gì đâu hết. Rồi, giá công khai con máy số 28, giá là dạ, máy công sai con máy số 29, giá là 2.8 anh em, 2.8 con 29. Rồi, đó tổng cộng 29 con máy em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng con nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.